Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị, và cũng như thường lệ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị giáo sư Nguyễn Châu. Xin chào giáo sư. Chào Xuân Nam và chào quý khán giả. Thưa quý vị, tiếp tục đến cái dòng mới chuyện về chữ và nghĩa. Có rất là nhiều quý vị từ khắp nơi gửi những cái câu hỏi về cho giáo sư Nguyễn Châu, và từ đó đó giáo sư Nguyễn Châu có cái đề nghị là chúng ta có hai phần trong bài nói chuyện. Phần đầu là nói về một cái chữ nào đó, ngôn và ngữ, chữ và nghĩa, để cho chúng ta cùng tìm hiểu thêm về một cái chữ tiếng Việt nào đó. Và phần thứ hai đó, thì để trả lời cho một số câu hỏi từ xa gần gửi về. Nếu quý vị cảm thấy rằng câu hỏi mình chưa được trả lời ngày hôm nay, đừng có quan tâm nhiều, đừng có bận tâm nhiều, bởi câu hỏi sẽ được trả lời trong thời gian rất là sớm. Bởi vì thưa quý vị, chúng tôi có rất là nhiều câu hỏi và chúng tôi xếp loại lại theo cái đề tài mà chúng tôi nói chuyện, cho nên quý vị có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm một ít thời gian. Cái đề tài ngày hôm nay mà chúng tôi mời giáo sư Nguyễn Châu nói đến đó, là cái chữ xử lý trong tiếng Việt của chúng ta bây giờ. Có thể nói đọc báo Việt chúng ta thấy, đặc biệt là báo chí trong nước, chúng ta thấy chữ xử lý được dùng trong rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau, trong rất là nhiều cái tình huống khác nhau. Và có rất nhiều người đã đi ra khỏi Việt Nam từ trước hay vào thời điểm năm 1975, họ không hiểu chữ xử lý là cái mang cái nghĩa gì cả, và họ cảm thấy xa lạ chính ngôn ngữ Việt của chính mình. Cho nên hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi nghe giáo sư Châu luận bàn về chữ xử lý. Xin mời giáo sư bắt đầu. Kính thưa quý khán giả, là như thế này, mỗi cái lần mà chúng ta bàn về chữ nghĩa thì chúng ta có một cái số chữ, mà phần lớn những cái chữ này đó là cũng là các cái khán giả đề nghị. Bởi vì đưa ra là có những chữ mà mình đọc lên mình thấy rằng cái nghĩa nó xa lạ, hoặc là tối tăm, hoặc là đáng sợ, như chữ xử lý chẳng hạn. Bởi vì khi nghe chữ xử lý thì đối với nhiều người trong nước cũng như là nước ngoài, người Việt nghe chữ xử lý đó thì nghe cái âm hưởng của một cái sự tìm tòi, trừng phạt này nọ, điều tra, chứ không phải là hiểu theo chữ xử lý, mà có khi là toàn chuyện tình cảm mà thôi, chứ không có cái lý gì hết của những cái người ở trong nước. Thì sau đây là những thí dụ. Ví dụ như là cái câu thứ nhất, người ta viết rằng làm thế nào để xử lý sự kiện cấp ứng dụng trong Excel. Thì cái này là thuộc về computer. Thì cái câu này đó, cái chữ xử lý này ấy, đúng ra nó là thực hiện quy trình hoặc là tiến hành những cái thủ tục, thì tiếng Mỹ là process. Thì cái này không có gì là lý hết, cái này là một vấn đề kỹ thuật. Nhưng mà dùng chữ xử lý thì chữ này á là không ăn nhập gì định lý với sự hết. Rồi câu thứ hai, theo quy định của pháp luật hiện nay, các lực lượng cảnh sát khác và công an cấp xã phường cũng có quyền trừng bắt xe để xử lý các lỗi giao thông xảy ra rõ ràng, công khai như không đổi mũ bảo hiểm. Thì chữ xử lý trong trường hợp này là không đúng, cái này là xử trí, giải quyết hoặc là xử phạt vi phạm đó. Thì tiếng Mỹ là tackle, tức nghĩa là can thiệp vào rồi phân giải xong xuôi, chỉ người kia có cái lỗi, thì đây là xử trí. Cái này dùng trí tuệ để nói cho người ta biết, chứ không phải là xét xử bằng một cái lý nào đó. Thì dùng như vậy đó, là cái chữ xử lý, người ta nghe nói chữ xử lý là người dân run sợ rồi. Thực ra không có gì hết, nó bây giờ nói giải quyết. Cái này là tới giải quyết thôi, cán bộ công an có quyền giải quyết những cái trường hợp rõ ràng cụ thể. Đó. Câu thứ ba, Bộ Công an kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý phóng viên báo Thanh Niên cài bẫy tạo tình huống đưa hối lộ cho cảnh sát giao thông để ghi âm ghi hình. Thì cái này cũng đã rồ lên, cái anh phóng viên này cũng bị thôi việc hay là bị bắt rồi gì đó. Thì
cái câu này, chữ xử lý ở trong này đấy, có nghĩa là truy cứu trách nhiệm, điều tra khiển trách, tức nghĩa là phải investigate rồi kiểm lên, chứ không phải là xử lý này. Khi nói rằng người ta nghe cái là có như bắt anh kia về giam cho rồi đấy, nhưng mà thực ra cái lần này là lần là điều tra truy cứu cho ra cái trách nhiệm, là bởi vì muốn bắt được tham nhũng thì phải dĩ nhiên là phải gian cảnh thì mới sập bậy được cái con mồi chứ. Thì bây giờ cuối cùng cái kia nói là cái anh kia đó đã làm bậy. Thì lúc đầu thì báo chí khen, nhưng mà sau này thì là bị lật ngược lại. Rồi trong ngôn ngữ, trong văn học thì nói là xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thì họ có khẩu âm rõ ràng là natural language processing. Cái này thì chữ xử lý này là thực hiện quy trình xúc tiến cái quá trình của cái ngôn ngữ nó pha trộn thế nào. Thì cái này là một cái nghiên cứu về quá trình phát triển của ngôn ngữ, chứ không phải là xử lý. Rồi kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, tức nghĩa là coi như là cái người mà đi học để mà có một cái khả năng, có một cái tài năng để mà đối phó, giải quyết cái là hóa giải những cái trường hợp khẩn cấp. Thì cái này anh văn là to deal with hay là to resolve, chẳng có gì mà sự hay là lý chỗ này hết đó. Thì do đó cái này là khả năng đối phó với tình huống khẩn cấp, chứ đối phó là đúng nhất, với tìm cách mà đối đại và ứng phó đó. Mặc dù trong này cũng có khi họ phân tích đó, thì họ nói luôn cả chữ ứng xử, ứng phó, nhưng mà cuối cùng gọn vô là thành chữ xử lý mà thôi. Đây là một cái thí dụ họ phân tích rất rõ ràng. Những tình huống khẩn cấp trong cuộc sống là những tình huống xảy đến bất ngờ và nguy hiểm, cần chúng ta phải suy nghĩ và hành động trong tích tắc. Bởi vì chúng ta đã quá quen thuộc với những cuộc sống thường nhật, cho nên khi có sự cố khẩn cấp xảy ra, chúng ta lúng túng hoảng hốt, không biết xử lý ra sao. Thì chuyện xử lý đấy á, là đối phó đó, chứ không phải là xử lý. Bởi vì có gì đâu mà xử, xảy ra khẩn cấp quá thì bây giờ mình phải tìm cách mình đối phó hoặc là giải quyết đó. Rồi đây là cũng tương đương xử lý điểm nóng chính trị ở xã hội nước ta hiện nay. Thì xử lý cái điểm nóng chính trị đó gì? Là đối phó, giải quyết, hóa giải cái điểm nóng. Chẳng hạn như là cái người dân họ uất ức, họ chống lại cái những cái người mà gọi là đi ra tuyên truyền chính trị. Thì như vậy họ tổ chức thành cái hội đoàn này nọ về đảng phái để đòi đa nguyên đa đảng, thì đó là điểm nóng chính trị. Thì cái đó không phải là xử lý, mà cái đó là chỉ là tìm cách đối phó, tìm cách giải quyết, và quan trọng nhất là hóa giải. Làm thế nào để phân tích cho những người đó biết làm như vậy là gây những cái xáo trộn hay sao đó, đương đầu. Đó thì đối phó là đương đầu. Một chuyện đương đầu là khi nào mà cái lực lượng kia nó mạnh quá, còn thường thường là đối phó thôi. Ví dụ như bây giờ họ đang biểu tình, họ đòi chẳng hạn như là đòi đất, thì cái đúng ra là chính quyền phải có người ra đối phó, giải quyết và hóa giải. Thế đương đầu tức nhiên là kêu công an tới thôi. Nên cái này là đối phó. Thì khi mà đối phó đó thì họp lại, thế bây giờ đối phó làm sao đây? Mạnh, nhẹ, dung hòa, yêu cầu họ bình tĩnh để mình giải quyết, thương lượng, bồi thường. Thương lượng đó thì đã trong là nằm trong cái đối phó hết đó. Nhưng bây giờ là xử lý, thì nghe chỉ xử lý là bên kia nội không lên rồi, vì chỉ xử lý nó mang âm hưởng của một cái điều tra, trừng phạt và dùng quyền lực đó. Rồi cái này là cái ông tiến sĩ người Quốc tử viết cái này. Trong những năm gần đây, cùng với sự ổn định chính trị tạo tiền đề cực kỳ quan trọng cho phát triển đất nước, thì đấy đó các điểm nóng chính trị vẫn xảy ra, ít nhiều ảnh hưởng đến sự bền vững của chế độ. Nghiên cứu việc xử lý điểm nóng chính trị xã hội trở thành yêu cầu cấp bách hiện nay. Đó, tức nghĩa là cái này là một cái bài người ta tìm cách để mà đối phó, để mà hóa giải, giải quyết những cái điểm nóng chính trị.
Thì ngay trong cái câu này á, cái ông này ông viết cũng là không dám nói thẳng. Nghĩa là ổn định chính trị tạo tiền đề quan trọng phát triển đất nước. Thế đã ổn định rồi mà còn đó đây điểm nóng chính trị xảy ra, thì cho đó cái chuyện họ không dám nói thẳng vào vấn đề đó. Như vậy cái này không phải là xử lý điểm nóng chính trị à, nhưng mà đối phó và giải quyết những điểm nóng chính trị à, thì cái chữ hóa giải á, là nó cao cấp, cao nhất, trình độ cao nhất. Là vậy mình giải quyết thế nào mà không có sự va chạm, không làm cho sự xung đột nó trở thành một cái đối đầu đó. Thì cái hay nhất là của những cái người mà giải quyết chính trị á, là hóa giải. Thì cái này thì Âu Châu người ta thường làm được đó. Và Hồng Kông bây giờ họ cũng đang làm được đó. Bởi vì là ông kia lúc đầu thì sau đó mấy tuần thì cũng để cho sinh viên tự do biểu tình. Sau đó thì bị thúc bắt thế nào đó, công an ra dùng hai cây đó thì bây giờ hóa giải như thế nào? Bắt bảy gân công an mà đã dùng võ lực đó, ngưng việc để điều tra, bên Mỹ là coi như cho nghỉ việc ăn lương. Thì như vậy đó, khi mà bắt những cái người bạo động cảnh sát mà dùng cái bạo lực đó đó, thì cũng giải được một phần uất ức cho người dân, của người dân. Rồi bây giờ đây là cái chữ xử lý này á, là hoàn toàn tình cảm và hoàn toàn không có cái gì là lý hết. Mọi cặp đôi đều có những tình huống xấu hổ, dở khóc dở cười gây ra. Điều quan trọng là cả hai biết cách xử lý một cách nhẹ nhàng và khéo léo, để sau đó đối bên đều có thể cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của mình. Thì cái này là sự sự đối đại. Cái này là to be have. Thấy chưa? To comfort the oneself. Tính là ứng phó thế nào đó để cho cái hai bên ngỡ coi như không ai thấy mình là khuyết điểm hết. Đó. Thì chính cái này á, là sự sao cho khéo, đối đại thế nào cho nhẹ nhàng. Đó, không có vùng vằng này nọ. Thì cái này không có gì mà gọi là xử lý hết. Cái này hoàn toàn là sự tình. Cái là... thì do đó thì lúc đó còn xử lý nữa. Lúc đó còn xử lý nữa đó. Thì cái này không có gì là lý hết. Cho nên đó, chúng ta cái mục đích chúng ta phân tích ở đây là làm thế nào cho cái chữ nào nằm vào cái hoàn cảnh nào cho đúng. Chúng ta gọi là cái chữ thì nó đi đôi với ngữ cảnh. Đó, ngôn ngữ, từ ngữ thì nó nằm trong ngữ cảnh, thì chúng ta hiểu được một cách rõ ràng. Và cái văn chương chữ nghĩa nó mới gọi là nhuần nhuyễn. Khi mà người ta, ông thầy văn chương ông phê là ví dụ như là hay, thì có nghĩa là cái chữ nằm trong cái ngữ cảnh đúng đắn, ăn khớp với nhau. Thì trong bài câu mà chúng ta vừa nêu ra đó thì chỉ một chữ xử lý đã được dùng thay cho nhiều từ ngữ khác nhau trong các trường hợp khác nhau. Cái điều này khiến cho cái sự việc không rõ ràng và nhất là không thích đáng. Lấy một thí dụ, kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp thực ra là khả năng xử trí, đối phó hay giải quyết một trường hợp khẩn cấp, chứ không phải chỉ là xử theo lý. Bởi vì trường hợp khẩn cấp có khi không thể xử lý được mà phải dùng xử trí. Vì dùng trí tuệ để mà xử, cho nên chữ xử trí á, mặc dù trong cái câu viết người ta cũng đã dùng chữ xử trí, nhưng mà vì có thể là ai đó đã đặt ra mà có quyền lực, cho nên người dưới cứ vâng theo và không ai dám sửa đổi. Cho nên đây là một cái đề nghị để chúng ta cùng suy xét lại những cái ngôn ngữ mà chúng ta dùng, vì mục đích làm cho chữ Việt Nam càng ngày càng rõ ràng, càng sáng tỏ và nhất là dễ hiểu. Trước năm 1975 có chữ đó không? Không có chữ xử lý, chữ xử vậy, lý hoàn toàn. Vậy thì nó xảy ra chữ này có sau 1975, tức nghĩa là hay là có trước năm 75 ở miền Bắc thưa? Tức nghĩa là nó có thể có từ từ cái có thể là từ năm 60 trở đi. Sau khi miền Bắc đã tạm thời ổn định những cái việc mà cải cách ruộng đất ở này rồi đó, thì khi đã đi vào sau cái phong trào nhân văn giai phẩm đó, thì khi đó mới bắt đầu có người đặt chữ ra.
Vì trước nhân văn giai phẩm thì vẫn là cái ngôn ngữ của toàn quốc. Bởi vì trước 54 đấy là Bắc Trung Nam là một thể chế. Rồi sau mà 54 đấy thì mới chia ra hai phần, mới có hai thể chế. Và khi đó miền Bắc là phải kiếm một cách nào đó, đó là chiến thuật và chiến lược, để làm cho hoàn toàn khác miền Nam từ cái giờ. Tức nghĩa là cũng cách miền Nam một giờ, Hà Nội, Sài Gòn giờ khác nhau. Rồi cái chữ ý ngắn là xài toàn bộ ý ngắn hết, chữ gì cũng ý ngắn. Thúy thành thúi. À đó, thúy thúi, không khó vận đọc ra thúy nhưng mà viết là thúi. Vì khi đó, rồi miền Nam cũng có nhiều người cũng là giáo sư, cũng là ngôn ngữ, nhưng cho rằng chữ y nào cũng giống nhau. Thì cái điều đó cũng đã có nhiều thảo luận. Và cuối cùng thì người ta phải nhận rằng chữ y dài khi nào cũng bằng hai chữ y ngắn hết. Cái âm lượng, họ quên rằng là một cái chữ thì nó có âm lượng và âm sắc. Chữ y ngắn thì tư chức nó phải ngắn hơn chữ y dài. À, cái đó thì trong cái chữ của Pháp á, thì lúc đầu á, họ dùng hai chữ y, nhưng mà hai chữ y á, khi viết ra thì thể nhầm với chữ u, cho nên họ viết là chữ y, một chữ y mà trên hai chấm, nhưng khi đọc thì nó tương đương với hai chữ y kéo dài ra. Đó thì cũng như bên Mỹ á, khi mà học ngôn ngữ Mỹ ta thấy ví dụ như to be thì nói rất nhanh, nhưng mà con ong á, mà nói bi là không được, phải bi, phải dài hơn. Vì vậy cho nên chữ y dài nó tương đương với hai chữ y ngắn. Và chính cái sự tương đương, chữ y dài tương đương với hai chữ y ngắn đó, người Việt Nam mới đọc chữ khuya được. À, ngày xưa chúng ta đi học thì thầy dạy chúng ta rằng là đánh vần chữ khuya là ca hát u khu u y cà rét a uya. Đó là cái thời Pháp thuộc này. À, sau này 45 Bình Dân Học Vụ thì cũng không khác gì ca hát u khu ui ca hát u khu ca hát ui khuya không biết quả khuya được. Sau này nó còn khờ uya khuya ở đâu mà ra. À, cho nên nếu như mà trong ngữ pháp thì nói rõ, bây giờ ta đọc này khu rồi y rồi thêm chữ ia đọc sau, thì cái sự luyện lãi của nhạc đó, của âm điệu trong cái tiếng nói của chúng ta đó, thì khu ia là thành ra chữ khuya đó. Vì còn sao khoắc thì đọc sao hả? Khuya vậy thì khoắc đọc à, không thì chữ khoắc thì anh cũng vậy, khu ác đó. Bởi vì cái ngôn ngữ rõ ràng lắm, nếu khi mà có ngữ học rồi đó, ngôn ngữ học á, thì ta tách ra thôi. Ví dụ như là chữ thinh, có nhiều người học anh văn cứ đọc thinh thầy cũng chịu, nhưng mà thầy không có cái khoa ngôn ngữ học, cho nên thì cái bậc là thinh trong lúc đó là thiên, chữ n r là ngớ, đọc hai lần rồi ghép vào thật nhanh thiên thì đúng ngay. À, cũng như chữ walk, rồi học thế nào là walk. Trong lúc đó cái người Mỹ, người Anh á, những chữ sau đều có hết. Ví dụ như là Việt Nam mình nói lười biếng come back, trong lúc đó back là có cơ đằng sau á, nhưng mà cái đó là nó chỉ ra trong cái hơi mà thôi. Đó, do đó chữ khuya của chúng ta là phải đọc bằng chữ khu, chữ y rồi chữ a. Đó, khu y a, nhưng mà chữ y đó phải kéo dài thì mới ra được khuya. Cũng như chữ thúy là thú y đó, chắc con thú y là thành thú, bởi vì nhắn quá mà trong thú y là ra thủy liệt đó. Cho nên chữ y là gì? Ui uy uy tín chẳng hạn. Trở thành đó, khi mà đánh vần ngày xưa chúng ta không có người có cái khoa mà gọi là âm ngữ, cho nên chúng ta cứ đánh vần như vậy. À, chứ bây giờ ả nó ăn được thì chữ ăn ở đâu ra, thấy chưa? À, nhưng mà mình đọc a n a này thì ra ăn liền.
Đó, cho nên cái ngôn ngữ chúng ta phải làm thế nào để mà đi từ những cái từ ngữ âm cho đến cái ngữ sắc, sắc tất nhiên là cao thấp. Đó. Thì như vậy á, ta trở lại với cái chữ của chúng ta, một chữ thôi, chữ xử lý, dùng cho tất cả mọi cái tình huống. Nó vừa là không đúng, không rõ ràng, không thích đáng, mà nó còn làm cho chi nghèo khó, chứ là làm cho cái ngôn ngữ chúng ta nghèo đi. Đó, chúng phải là từ khi, nghĩa là cần nhắn quá thôi, thì dùng một cái chữ đó rồi mình tự hiểu đi, thì một cái tự hiểu đó rất là nguy hiểm. Chứ hai vợ chồng ngủ với nhau rồi thì một người ngủ được, người ngủ được thì mắc mớ gì mà xử lý. Thấy chưa? Xử lý tình huống xấu. À, đó, thế đó. Đó, thì tất nhiên đó, thế nhưng trong lúc đó là ứng xử, là đối phó, là hóa giải các tình huống, các xung đột. Chứ xử lý thường mang âm hưởng của sự truy cứu trừng phạt hơn là ứng xử, hơn là đối đãi. Đó. Do đó, dùng một từ cho nhiều trường hợp làm nghèo đi ngôn ngữ, đó là chúng ta chưa nói đến nó có ám hợp hay không, và nó có diễn tả đúng cái trường hợp hay không. Thì bây giờ chúng ta mới trở lại, ở Việt Nam có cuốn từ điển Việt Việt, tất nhiên là cũng coi như là một cái từ điển Việt Nam đó, thì đã giải thích như thế này, cũng phải gượng ép. À, trong từ điển đã viết như thế này: xử lý là động từ, xử lý là làm cho chịu những tác động vật lý hóa học để biến đổi hợp mục đích. Tất nhiên là cái người viết cái từ điển này ấy, viết cái câu giải nghĩa này ấy, là bị ám ảnh chữ lý đó là vật lý. Đó, làm cho chịu những tác động vật lý hóa học để biến đổi hợp mục đích. Thì ví dụ như mình xử lý này là tất nhiên là mình nhồi bột. Nhồi bột, nhồi tất nhiên là tác động vật lý, tác động cơ học đó. Rồi bỏ thêm những cái chất gì đó nữa cho nó nhẹ, thì đó là biến đổi hóa học để có mục đích là có bột để làm bánh. Thì cái chữ này xử lý này thì không có đúng. Đó, một cái này đúng là process. À, tức nghĩa là vận hành làm thế nào để cho cái bột khô thành ra cái bột để làm bánh. Đó. Nhưng mà ông ta bị cái chữ đó. Rồi ông ta thì dù xử lý nước thải bằng phương pháp tuần hoàn tự nhiên. Đó, thì ông này xử lý là bởi vì dùng tác động vật lý. Ví dụ như phải quay, phải cho qua, chạy qua nhiều cái bộ lọc khác nhau. Đó, rồi phải bỏ cái hóa chất vô thì hẳn ra được khôi, thành ra được không khôi. Đó, thì họ ông ta bị cái đó cho nên đúng ra xử lý nước thải là process nó, tất nhiên là vận hành nó, xúc tiến làm sao để cho nó có thể là biến đổi. Rồi, ông ta đưa cái nghĩa thứ hai, áp dụng vào cái gì đó để nghiên cứu sử dụng, ví dụ như kiểm tra và xử lý văn bản. Thực ra là kiểm tra và ứng dụng hoặc là sử dụng văn bản. Thì chữ sử này ấy, là thực hiện. Đó. Rồi ông ta ví dụ, xem xét giải quyết vụ vi phạm lỗi nào đó, xử lý vi phạm theo pháp luật, thì chữ sử này thành chữ sử án. Đó, thì do đó, nhưng mà cũng có một cái câu ở dưới thành đó chúng ta cũng có thể là vui vẻ được. Đây chỉ mới là làm nháp thôi. Cho nên đây cũng là một cố gắng. Thì đây là những cái nỗ lực, những cái cố gắng của chúng ta để làm cho càng ngày càng rõ nghĩa của các chữ. Thì bây giờ ta trở lại nguyên ngữ. Chữ sử trong từ điển Hán Việt của Thiệu Trù in tại Việt Nam từ 75 cho đến sau 75, tức nghĩa là chỉ có một cuốn đó thôi, không có sửa chữa, thì chỉ có một chữ sử mà thôi, với 7 nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất, sử là ăn ở, cư xử. À, cư xử đó, ở và đối đãi. À, thì chữ đầu tiên là ở, live và to be. Ví dụ như là ở, ăn ở hòa thuận với nhau thì ta gọi là tương xử. Thì đó, những cái này là danh từ Hán Việt mà quá bác học đi,
không có dùng trong dân gian. Chứ sự tại vì xuất thì cái này trong văn chuyên Việt Nam có xuất xứ. Ví dụ như cổ nghệ con trữ, khi mà nghèo quá muộn thôi thì bây giờ ta rắc mượn điền viên vui tuệ nguyệt. Xưa nay xuất xứ thường hay lối. Rồi cuối cùng á, sợ người ta nói cho tại sao mà nạn chỉ gấp đấy, thì cổ mà giải thích xưa nay xuất xứ thường hai lối, mãi thế rồi ta sẽ tỉnh đây. Tức nghĩa là xuất là ra ngoài đó hoạt động tranh đấu với xã hội, còn sự là rút về. Đó. Cho nên có cái chữ là sự sĩ là có người thi đầu mà không ra làm quan thì gọi là sự sĩ. Đi ở sự nữ là gì? Sự nữ. Cái phụ nữ ở trong nhà. Không, sự nữ là người con gái không chưa lấy chồng. Đó, có cái sao sự nữ đó là VX đó, trong cái tử vi của Tây Phương. Đó. Còn sự, đó, đây là đi dần vào những chữ sự mà chúng ta dùng hàng ngày này. Sự là phân biệt sự kiện, tình huống, tìm lý do cho đúng. Sự là phân biệt sự kiện, tình huống để tìm ra một lý do cho đúng. Thì đó là sự trí. Sự là thực hiện, là thi hành. Ví dụ như sự tự, sự trạm, sự dạo. Đó, hoặc là đem ra sự. Tức là đem ra thực hành đi. Sự án. Đó, đó. Sự là vị trí đặc đệ một cái gì. Thì chữ sự này có nghĩa là tính toán, thu xếp, giải quyết. Ví dụ như thế này, cái chuyện ông A để ta xử cho. Thì sự này phải đem ra bán. Nhưng mà để ta giải quyết cho. Ví dụ như bây giờ hai anh em có một cái việc gì bận rộn đó liên quan tới một người thứ ba ở trong hàng xóm. Thì người em cứ băn khoăn loay hoay không biết làm sao mà đối phó về cái ông hàng xóm đó. Thì ông anh trở về nói thôi vào làm việc đi, để chuyện ông A đó ta xử cho. Thì nhà anh ta ra anh đối phó, anh giải quyết, anh hòa giải thế nào đó. Thì chữ này không phải là xử lý được. Nếu xử lý thì ông kêu tự mà đi kiện ông sẽ nổi máu lên. Thì do đó cái chữ sự là tính toán, thu xếp, giải quyết. Đó thế. Cho đôi khi nói thôi sự cho nhẹ nhàng một chút, sự cho hay một chút đi. Đó, ta coi mày sự có giỏi không, là ứng phó có giỏi không. Đó. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là cái ngôn ngữ của nó cùng gần với chữ xử lý, nhưng mà thêm chữ lý vào đó thì tự nhiên nó hư cái chữ của nguyên ngữ đi, ghép như vậy. Bởi vì sao chữ lý là gì? Chữ lý nghĩa đầu tiên ở trong từ điển Hán Việt là nhờ tới. Ví dụ như nói đây, tôi không lý tới, nghĩa là tôi không nhờ tới cái đó, không viền cái đó ra. Chữ lý là làm, cứ 25 nhà góp lại thì gọi là một lý. Rồi cái chữ lý là dầm, dầm trên đất. Vạn lý trường thành. Đó, như cái vạn lý trường thành, chữ lý đó không phải là 1600 mét đâu. Chữ lý đó là chỉ có 360 bước thôi. Một lý của tàu ngày xưa trên vạn lý trường thành á, là chỉ có 360 bước mà thôi. Rồi cái chữ bước này á, mình thấy thế này. Bên tàu á, bên Việt ta là dùng gan, là dùng tay, nhưng mà cái văn hóa của Âu Châu là dùng chân. Fit đấy, foot. Bên mình thì gan. Ngày vui ngắn chẳng đầy gan. Đó, lấy tay mà đo, còn cái lấy chân mà đo. Âu Châu là lấy chân mà đo. Foot. Bộ. Đó, bộ là mình nói tiếng tàu đó, đi bộ tức là đi bằng chân. Thì bao nhiêu bộ là bao nhiêu bước thôi. Nhưng mà hải lý thì sao? Hải lý là khác, hải lý là sau này là vì khi mà đi ra ngoài biển á, thì người Anh họ tính cách khác, họ tính theo người Anh. Người Anh họ tính hải lý là họ tính bằng cái nút, họ thả cái đó xuống rồi coi nó trôi. Thì cái đó cái nguyên tắc về cái thiên văn, về địa lý của họ. Còn cái dầm trên đất là bên mình ngày xưa Nhật Hàng là tàu nó không có biển. Tàu là ngày xưa nó sợ biển lắm, chứ không phải bây giờ mà nói rằng biển đâu của tôi đâu. Cho nên cái vấn đề là mình ở đây khi mà mình nghiên cứu ngôn ngữ mình sẽ thấy thế này, các cái văn hóa nó có nhiều cái khác nhau
rất là dễ thương, rất là tế nhị. Ví dụ như là con số 1, 2, 3 đầu tiên á, là Âu Á viết giống nhau, nhưng mà khác cái level. Ví dụ số 1, số 2, số 3 La Mã viết sao? 1 là gạch 1 xuống, 2 là gạch 2 gạch, 3 là gạch 3 gạch. Thì bên Tàu nhất, nhì, tam cũng 1 gạch, 2 gạch, 3 gạch. Nhưng khác nhau ở chỗ nào? Cái bên anh đứng là nằm. Bên đứng, bên nằm. cái đó cũng là cái nền văn minh. Hai cái văn minh nó khác nhau ở chỗ như vậy. Một bên là đứng xuống, một bên là sóc xuống, một bên là gạch ngang. Đấy chưa? Thì do đó, đó khi mình tìm hiểu, mình sẽ thấy rằng trong cái xã hội Đông Tây, nó có những cái giống nhau, nó khác nhau rất là tệ nhị. Một La Mã là gạch xuống, nhưng mà chữ nhất là gạch ngang. Đó. Thì do đó mà chúng ta thấy rằng cái khi mà tìm hiểu cái chữ Lý này thì chúng ta thấy rằng là cái dầm Tàu là chỉ có 360 bước. Mà cái bước đó không phải là cái nói bước dài, bước ngắn, cái bước tự nhiên của con người thôi. Cho nên á, bên Tây á, bên Tây Phương á, bên Anh á, nó dùng chữ bàn chân. 1 phút là 1 bàn chân. Còn Việt Nam mình là 1 gang. Thì bây giờ mình so sánh thì gang và bàn chân mình dắt ra đi thì nó gần tương đương với nhau, hơn nhau chỉ còn xí thôi. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi tìm về nguyên ngữ thì chúng ta thấy có những cái điều rất là thú vị. Mà trở lại chút tò mò, tại sao là Latin ấy, 1 La Mã, 2 La Mã, 3 La Mã là nó đứng, 1, 2, 3 là 3 gạch, mà nhất, nhị, tam á thì nằm ngang. Thì nằm ngang, 1 gạch, 2 gạch, một bên là 3 gạch, tăng, một bên là vertical. Tại sao là một bên là đứng, bên nằm anh? À, cái này á, là thuộc về cái văn hóa và tập tính. Cái sự mà của Âu Châu với Latin, với Hy Lạp ngày xưa đó, thì cái gì cũng đứng vững, là vì họ không quan niệm rằng những cái đứng này là chống trời. Bên cái Á Đông nhất hàng là cái người Tàu đó, tức nghĩa là có những cái nền văn minh kỳ cựu, thì là cái gì cũng phải người ở dưới đất thì phải ngang bằng dưới đất để mà thuận. Đứng á thì dễ bị rơi xuống. Cho nên á, cái tháp á là chỉ có Âu Châu mà nhiều tháp, nhà chọc trời cũng Âu Châu. Còn ở bên Tàu á thì cái gì cũng là ngang ngang bằng hết, mặc dù xây trên đỉnh núi cao. Đó. Thì chỉ cái đó, một bên là bình, một bên là đứng, một bên là nằm. Thì cái đó là do cái quan niệm về vũ trụ của hai cái nền văn minh. Đó. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng là cái chữ Lý á, là đồ dùng để đi đường xa. Ví dụ chữ gì? Hành lý. À, hành lý. Đồ dùng đi đường xa là lý. Ok. À, thì nói cho rõ thì phải nói hành lý. Thấy chưa? Nói cho rõ là phải thêm chữ hành. Đó. Rồi, cái gì mà nằm ở bên trong á thì là lý. Cái mà lót vào trong ảo á thì ngày xưa tiếng Tàu gọi là lý, tiếng Hán gọi là lý. Thì đó là tất cả những cái nguồn gốc mà chưa đúng gì với cái chữ xử lý của chúng ta. Nhưng mà như vậy hai chữ rồi. Hai chữ rồi. Cái vấn đề chính là tại sao nó lại ghép vô? À, ghép là làm cho rõ nghĩa. Khi nào ghép là phải làm rõ ra. Trong trường hợp xử lý ghép nó không làm rõ. À, mà không làm rõ mà làm tối. Làm tối. Bởi vì có những cái ghép có làm tối lại. Yeah. À, vì vậy cho nên bên Việt Nam có một cái câu như thế này, hằng dư ra. Họ tưởng mà nói như vậy là rõ hơn. Ví dụ như là công an đang điều tra làm rõ. Điều tra làm rõ. Làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ. À, nhưng mà chữ điều tra tất nhiên là phải làm sáng tỏ rồi. Đó, nhưng mà điều tra làm rõ là không đúng, bởi vì điều tra chưa chắc đã làm rõ được.
Thế này, bởi vì điều tra nó còn kéo qua kéo lại cái này nè, cho nên phải điều tra để tìm manh mối, chứ không phải là điều tra làm rõ. Đó. Nhưng mà họ quen rồi, rồi cứ một cái câu đó đặt vô thôi, cũng như là đem ra xử lý rồi. Đó. Một cái computer bị hư cũng phải xử lý. À, xử lý thì nghĩa là tìm cách mà sửa chữa thôi. Đó. Thì do đó bây giờ là những cái chữ đó rồi này, cái lý là đồ dùng đi đường xa, còn chữ lý là cái vải lót thì chỉ có người Tàu nó dùng thôi. Nhưng mà nó có một cái điều này, sau khi mà cái chữ bức xúc và chữ ấn tượng ấy, thì có một số quý vị có gọi điện thoại và tâm sự. Họ nói là giáo sư Châu đó, có nghĩ đến cái chuyện mà thói quen xã hội không? Tại vì có những cái chữ mặc dù nó vô lý, nhưng ta dùng năm này qua năm nọ, vùng này sang vùng nọ, nơi này sang nơi nọ, thì nó trở thành thói quen xã hội. Mà khi nó ta thành thói quen xã hội đó, thì nó mang đến chất là conventional, quy lệ, quy ước, và nó chấp nhận trở thành một cái chữ của nó. Vâng, cái điều này đúng, nhưng mà không đúng. Là bởi vì thế này, khi cái chữ đó không có, thì mới sáng tạo ra để mà dùng, rồi từ dùng quen nó trở thành ra quy ước. Bởi vì ngôn ngữ vậy là quy ước, làm sao nói với nhau mà hiểu được thì thôi, nhưng mà phải hiểu cho đúng nghĩa. Ngoài ra chữ nào khi người ta dùng cũng có nguồn gốc và lịch sử của nó, mỗi chữ đều có lịch sử của nó hết. Etymology đó, từ nguyên ngữ, nhưng mà trong ngôn ngữ lịch sử là cái điện tích của nó. Cũng như chúng ta thế này đây, những cái chữ mà thông thường chúng ta nói này, ví dụ như khi chúng ta nói rằng là, ví dụ như là con nhà kiều dưỡng, tức như là được nuôi nưỡng cưng chiều lắm. Thiệt ra không phải là chữ kiều dưỡng đó là tự nhiên nó có, nó là gốc của nó là kiều sinh quán dưỡng, tức như là sinh ra trong một cái điều kiện tốt đẹp, rồi được nuôi nấng đường hoàng, cho nên gọi là con nhà kiều dưỡng. Có những chữ mới đọc hai chữ, nhưng thiệt ra là bốn chữ. Ví dụ như là Nam nhớ rằng chắc Nam là cái thế hệ có học sách cách trí, tức như là khoa học sau này gọi là khoa học thường thức, tức như là gọi như là khoa học thông thường đấy. Nhưng mà chữ cách trí đó không phải là tự nhiên có chữ cách trí, mà nó là cách vật trí đó. Thì nhưng mà cái chữ đó người ta nói quen bây giờ là cách trí thôi, nhưng mà muốn hiểu rõ người ta hiểu được nhau là vì biết cái cách trí đó tất nhiên là phải qua cái thí nghiệm của trí tuệ suy nghĩ, phải cách vật tất nhiên là đến với sự vật, thì để dùng trí mà biết, muốn biết thì phải đến quan sát sự vật đó. Cho nên cái sách đầu tiên là này, cách vật nhi trí tri đó. Cho nên á, còn chữ cảm động không phải là hai chữ, cái gốc của nó là cảm ư vật nhi đồng. À, cái cấu chỉnh của nó là cảm ư vật nhi đồng tỉnh chi dục giả. Cho nên nói ngắn lại yeah. Ngắn lại, nhưng mà nó vẫn là nằm trong cái khung khổ của ngôn ngữ đó. Cho nên khi là cảm động là có vật gì đồng vào tâm, có cái gì va chạm vào tâm, thì khi đó tâm mới có biến động, cho nên gọi là cảm động. Do cảm mà động đó, thì mà cảm tới đâu thì cảm là cảm ư vật, phải đụng vào sự vật, đụng vào những sự việc ở trong cuộc đời, thì khi đó mới cảm động. Do đó ta trở lại ngưng ngang cái chỗ cái trí, cái chữ, bây giờ chữ trí cuối cùng á mà chúng ta cần hiểu là thế này, lý cuối cùng là gì, là cơ sở hoặc là động lực hoặc là nguyên ủy của một hành động, một quyết định đó. Thì cái lý đó là gì? Hẳn là khi mình làm một cái gì thì đều có cái lý của nó đó. Thì sau này người ta thêm một cái chữ nữa để cho dễ hiểu là lý do. Lý do tức nghĩa là do cái lý đó mà có cái này, do tức nghĩa là từ đó. Cho nên á, khi chúng ta nói cái gì cũng có cái lý của nó, nghĩa là cái gì nó cũng có cái cơ sở, có động lực hay có nguyên ủy.
chứ không có cái gì tự nhiên cả. Đó. Rồi, chúng ta còn nói cái lý sinh tồn. Tất nhiên là cái nguyên lý có sinh tồn. Đó. Trong cái lý thì có cái lẽ. Lẽ tất nhiên là những cái chi tiết. Đó. Cho nên cái lý lẽ đi đôi là như vậy đó. Lý là lập luận hoặc lời tuyên bố để giải thích hoặc biện minh cho một hành động. Lý là lập luận hoặc lời tuyên bố để giải thích hoặc biện minh cho một hành động. Một cái gì đã xảy ra rồi, bây giờ mình phân tích, mình nói tại sao nó xảy ra. Thì đó là cái lý. Cho nên có nhiều cái giải thích không có lý. Tức là nó ăn không ăn khớp với sự kiện xảy ra và thực tại. Đó. Rồi cái lý, cái nghĩa thứ ba của nó là khả năng suy nghĩ, bàn luận, phán đoán được rút ra một kết luận hợp với tương quan giữa các sự kiện. Đó. Rồi cái nghĩa cuối cùng là lẽ phải. Mà lẽ phải là gì? Là điều đúng với sự việc xảy ra theo trí óc của con người. Cho nên cái lý này nó đi đôi với trí, mà chúng ta thường dùng là lý trí. Đó, thì cái lý trí này đi vào trong triết học và tôn giáo thì đó là chân lý. Đó. Tức nghĩa là cái lý của sự thật. Thì do đó mà khi mà chúng ta đi trở về cái nguyên ngữ của chữ lý thì chúng ta mới thấy rõ ràng là nếu khi chúng ta dùng chữ xử lý cho khắp mọi nơi đó thì nó không ổn. Đó. Vừa nghèo mà vừa gây thêm hoang mang nữa và không đi sát vào vấn đề. À, thì đó là vấn đề. À. Cho nên trong cái ngôn ngữ hiện tại bây giờ Việt Nam hay dùng thế này: giao cho quân đội quản lý. Thì chữ, ngay chữ quản lý đó là bây giờ người ta sợ lắm. Quản lý đó là coi như giam giữ, kiểm soát và ràng buộc hết. Trong lúc đó cái nghĩa chữ quản lý là gì? Chỉ là manager, điều hành và kiểm soát thôi. Cái lúc mà ở tù mà chuyển trại đến cho chắc anh cũng nhớ. Cái lúc mà mình ở tù mình chuyển trại đi kiểu di lý. Muốn trước khi di lý là thanh lý, rồi tới di lý thì cái chữ lý đó. Không, thì chữ lý đó, chữ lý đó là có nghĩa. Chữ lý đó là những cái việc, những thành tích, những cái gì đã làm ra rồi đó. Đó, cho nên trong lý lịch á là ghi những cái mình đã làm. Thì thanh lý đấy á là coi thử có cái gì mà đã có đó. Thì bây giờ phải lọc lại, ví dụ 10 cái chỉ lấy 2-3 cái thì trong đem đi hết được. À, còn di lý á là đem đồ đạc đi chứ không phải hết hành lý đó. Đó. Nhưng mà khi họ dùng cái chữ như vậy là chỉ để cho khác miền Nam. Rồi dần dần nó quen đi và họ chẳng cần nghĩa, bởi vì họ chẳng cần nghĩa, đôi khi họ không nói nữa. Cho nên ngay chính cái dân gian họ không nói, chỉ có trong sách vở và một số người nói mà thôi. Rồi bây giờ thì mình trở lại cái thắc mắc của một cái khán giả về cái chữ bức xúc với cái chữ hạo hán. Thì cũng cảm ơn cái người đó đã nhắc nhở để mình có thêm cái vấn đề mà thảo luận với nhau, để cho càng ngày chúng ta càng đi tới một cái chỗ sáng tỏ. Thì cái vị đó cho rằng là chữ bức là từ chữ bực mà ra, và chữ xúc là xúc cảm, và ghép lại thì bức xúc là cảm giác bực bội. Thì tôi nhận thấy như thế này, đây chỉ là một cái suy diễn theo một cái mà ngôn ngữ trong cái khoa học cũng như là trong sách vở thì nói là theo tri thức thông thường. Cái này là common sense thôi. Còn nếu như có nghiên cứu, có tìm hiểu về ngôn ngữ thì chắc chắn không suy luận như vậy. Bởi vì cái người dùng chữ bức xúc trong những câu đã trích dẫn trong cái bài nói trước đấy á là không đúng với cái chữ cảm giác bực bội. Bởi vì cảm giác bực bội là một cái hiện tượng tâm lý, nó nằm ở nội tâm của chúng ta. Chúng ta chỉ bày tỏ với một vài người xung quanh thôi, và đôi khi không bày ra nữa. Thì cái là nếu như bức xúc là bực bội á thì nó không đúng với những câu như thế này: dư luận vô cùng bức xúc với cảnh tượng một người mẹ đánh đập tàn nhẫn con mình bằng vô số cái tát vào mặt. Đó, bà chị Việt Nam vừa loan tin đấy. Thì ở đây chữ bức xúc này á là diễn tả sự phẫn nộ
phẫn uất và giận dữ, chứ không phải là cảm giác bực bội. Quốc hội sẽ bàn về vấn đề dân sinh bức xúc. Thì dân sinh bức xúc đây là gì? Là vấn đề bất mãn, bức ức ở trong đời sống nhân dân, tức nghĩa là không thỏa mãn. Đó, thì chữ bức xúc này á là không thỏa mãn, nhưng mà không thỏa mãn mà rất là cấp bách, vì có chữ bức, chữ xúc là cấp bách. Cái thứ ba, quá nhiều vấn đề bức xúc mà thời gian chất vấn, quá nhiều vấn đề bức xúc mà thời gian chất vấn bị rút còn 2 ngày rưỡi thay vì 3 ngày như trước, liệu có đáp ứng được mong mỏi cử tri hay không? Thì cái chữ bức xúc ở đây á là bất mãn, bức ức. Bởi vì cử tri họ sẽ chất vấn những cái ứng cử viên về những cái bất mãn của họ trong cái cuộc sống, mà sợ ít giờ nhiều nhiều bất mãn quá, ví dụ như nhà cửa đất đai, chiếm đất chiếm đai, rồi đánh người chết ở trong đồn công an này nọ, mà hỏi đâu có hết. Thì những cái này không phải là chỉ cảm giác bực bội mà thôi, mà là uất ức mới đúng. Rồi cái thứ tư, mục tiêu lường triết học có đầu đề như thế này: một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường ấy. Thì cái chữ vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường này á, là vấn đề cấp bách. Ô nhiễm môi trường cần phải giải quyết ngay, nếu không thì sinh bệnh tật. Đó, cho nên chữ bức xúc đây có nghĩa là cấp bách. Đó, thành ra nó không thể nào từ chữ bực được. Bởi vì sao? Cái chữ mà bức xúc vì cầu không có đường dẫn, thì bức xúc này á là có thể là bực bội, nhưng mà bực bội cái này là tức giận nè. Vợ bị đánh, chồng bức xúc giết người, thì chữ bức xúc này không phải là cảm giác bực bội. Cái tin của VTC News vào sáng ngày hôm nay, công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hành vi giết người và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Anh Tuấn. Là vì sao? Vợ bị đánh mà ông chồng đi giết người. Đó, tất nhiên là cái này là giận dữ chứ không phải là bực bội mà thôi. Rồi bây giờ thêm cái nữa, báo cáo nhu cầu bức xúc về nhà vệ sinh. Cái này nhu cầu cấp thiết, cấp bách. Đó, bởi vì cái nhà vệ sinh không có thì quá bức xúc rồi, quá bức bách, đúng ra là chữ bức bách. Đó, thì nhu cầu bức bách về nhà vệ sinh thì họ lại dùng chữ bức xúc, là vì sao? Cũng cái thói quen. Trong lúc đó chúng ta có chữ bức bách và cấp bách. Đó, thì ngoài ra đó, cảm giác bực bội là một hiện tượng tâm lý, một danh từ. Trong lúc chữ bức xúc thường được dùng là như một tính từ, một adjective. Bức xúc trong các câu chỉ dẫn trên là trạng thái tâm lý có thể đưa đến một hành động. Còn cảm giác bực bội thường có tính cách chủ quan và nội tại. Ví dụ như là mình đã bực quá. Đó. Hơn nữa là thế này, chúng ta có cả một cái lô chữ mà trong đó có chữ bực. Vì bực là nó có cả một cái series của nó. Ví dụ như là mình hay nói này, bực mình, bực bội, bực bội, bực mình, bực tức, đó, bực dọc. À, bực dọc. Chữ bực là thế này, chữ bực có nghĩa là thế này, làm cho cái người nào đó không vừa lòng, gây bực mình cho người khác. Đó. Thì như vậy đó, cái chữ bực đó không thể là biến thành của chữ bực được. À, thì do đó chúng ta phải tìm hiểu để chúng ta thấy rằng cái chữ bức xúc thực sự là nó cần phải điều chỉnh. Còn về cái chữ hạo hán á, thì cái này vấn đề nó sâu xa hơn. Bởi vì Nam có hiểu vì sao mà người Tàu lấy cái nước Trung Hoa là Trung Quốc không? Họ là chung của vũ trụ, cái đó, rốn vũ trụ. À không, cái chủ trương mà trong sách vở của Trung Hoa đó là dị hoa vi trung. Uh-huh. Lấy hoa làm trung tâm của vũ trụ. Yeah. Họ có cái nền văn hóa của Hán, Hán tộc á, là một nền văn hóa nhất thế giới. Và họ coi họ là con người thượng đẳng. Cho nên nếu hiểu được
cái chữ mà khi họ đặt tên nước của họ thì chúng ta thấy ngay mình không thể chấp nhận để mà bị họ đánh lừa trong ngôn ngữ. Tức là mình đã nói cái thâm ý của họ khi dùng chữ. Thì như thế này, họ lấy tên nước là thiên, lúc đầu là thiên quốc xin cổ. Họ đây chữ thiên quốc hẳn hoi là nước trời. Tao là người của nước trời. Đó, rồi sau đó bây giờ là Trung Quốc theo cái chủ trương là nhị hoa vi trung. Lúc đầu là hoa chứ không có quốc. Sau này mới dùng chữ Trung Quốc. Hán Tông chứ là số 1. Cho nên cái gì hảo thì phải là hán. Họ muốn ám thì như vậy. Hảo là tốt. Hảo là tốt. Thì cái gì tốt thì phải thì chỉ có hán thôi. Đó. Các nhà nho Việt Nam khi học hành á là không chú ý đến cái dùng ý của người Hán. Nhiều người tân học cũng quá dễ dãi khi dùng ngôn ngữ, không cần phải tìm hiểu nguồn gốc làm chi, cứ sửa bài nay làm. Thì đây cũng là một cái trường hợp rất là thường tình của cái người sống trong cuộc sống thực tế mà thôi. Cũng xin nói rõ ràng như thế này này, bây giờ phải đi tìm trong tất cả các cái án văn chương thơ phú của các cụ ngày xưa và ngày nay, thì chúng ta sẽ thấy rằng ông cha chúng ta không dùng đến chữ hảo hán để mà thay thế cho chữ anh hùng. Các bậc tiền bối cũng cho thường dùng từ anh hùng hào kiệt, và hình như là họ kỳ cái chữ hảo hán kia đó. Đó, cụ Phan Bội Châu nói câu như thế: ví phong đường đời bằng bằng cả thì anh hùng hào kiệt có hơn ai. Việt Nam chúng ta có chữ anh hùng, có chữ hào kiệt, hai cái đó nó có khác nhau một chút, rất là tệ nhị đó. Nhưng mà ít khi dùng chữ hảo hán. Mình chỉ chữ hảo hán ở Việt Nam thường xuất hiện ở đâu phải không? Ở trong truyền Thụy Hử, chỉ có trong cái truyền dịch Thụy Hử thì mới có chữ hảo hán mà thôi. À, những cái anh hùng mà trong Lương Sơn Bạc thì gọi nhau là hảo hán. Vì chúng ta xin mời vị hảo hán kia vào đây uống rượu, thì đó hảo hán là những anh hùng ở trong Lương Sơn Bạc, tức như là cái thời của những người Hán chống lại nhà Tống, đó lập một cái đảng ở chỗ Lương Sơn Bạc. Thành ra khi mà chúng ta tìm hiểu cái chữ nghĩa của Việt Nam, mà khi đã tìm hiểu thì trong cái tinh thần tìm hiểu là phải moi móc, phải làm thế nào để lôi ra hết tất cả những cái gì mà không phải của ta. Cái gì không phải của ta thì phải để ra ngoài, cái gì của ta thì ta để lại đó, cái gì có trộn pha mà cần thiết có thể dùng được thì chúng ta để lại, còn những cái pha trộn mà nó trội ở trong cái ngôn ngữ Việt Nam thì chúng ta bỏ ra. Thì khi đó mới đi đến một cái bảo tồn được cái văn hóa thực sự của chúng ta. Bởi vì cái thói quen, cái quy ước và những cái sự lân bang thì thường có sự pha trộn. Nhưng mà có những cái pha trộn thì rất là tốt đẹp, rất là hay. Nhưng cũng có những cái pha trộn mà chúng ta cần phải phân tích ra để biết đó là pha trộn. Và cái pha trộn đó có ảnh hưởng đến cái tinh thần yêu nước, ảnh hưởng đến uy tín của dân tộc chúng ta hay không. Cho nên khi mà tìm rõ ngọn nguồn, tìm về gốc thì chuyện vạch lá tìm sâu là cần thiết. Bởi vì phải biết cái gì của mình, cái gì của ta, cái gì là ưu, cái gì là khuyết. Nên nguồn gốc ngôn từ không thể coi là khi tìm mà phân tích cái này của tao của ta, cái này không phải là kỳ thị, không phải là chống đối, không phải là có cái tinh thần ái quốc quá khích, mà là một sự phân tích để mà tìm ra cái gì của mình, cái gì của ta. Cái này không phải là càng phân tích được bao nhiêu, càng thấy cái gì của ta, thì cái việc bảo tồn văn hóa, bảo tồn ngôn ngữ nó sẽ hữu hiệu và tích cực hơn. Bởi vì tôi nhận thấy là có nhiều người Việt Nam chúng ta khi phân tích những cái chữ của chúng ta mà có riêng mà nước khác không có thì họ vui mừng lắm. À, vì chúng ta thấy thế này, ví dụ chữ Việt Nam chúng ta có chữ chút xíu. Chữ chút xíu nó gốc ở đâu?
xíu. À, người Tàu khi nào họ nói ít thì xíu xíu. À, nhưng mà Việt Nam mình nghe qua, lọc qua cái bộ tai của mình rồi thì ra chữ một xíu thôi. Rồi cái chữ đó người Tàu không thể tìm ra được, bởi vì chữ xíu của chúng ta là nhỏ. Chữ tiểu tiểu của nó, tiểu thanh nó một tiểu tiểu thôi, một tí thôi. Đó, chữ tiểu thanh nó một chữ tí thôi. Tí là nhỏ. Đó, cho nên những cái gì mà cái gốc mà biến ra rồi mà dùng được thì chúng ta vẫn dùng. Đó. Không nhận những cái chữ mà cái người Tàu họ đã có ý pha trộn, ví dụ như thế này. Họ gọi cái dân chúng ta ngày xưa, người Tàu gọi dân Việt Nam là gì? Mang Di. Là Mang Di, Nam Di. Lúc Nam đầu Di. Là Nam Di, nó đi về phía Nam. Cái tội mà đó, rồi sau này á, cái chữ chính của nó là Mang Di. Chỉ có Tàu mới là kẻ văn minh thôi. Còn tất cả những người ngoài Tàu đều là Mang Rợ. Tụi Nhật cơ, Tàu gọi là tụi Đông Di. Việt Nam là Nam Di. Còn cái tụi Tây Tạng đâu này bây giờ mà quấn nhau đó là gọi là Tây Di. Bởi vì anh kia là dị Hoa Vi Trung. Chỉ có Hoa là Trung thôi, Tao là cái rốn. Còn tụi bây là đồ ở xung quanh thôi. Đó. Thì khi mà hiểu được cái đó rồi á, thì chúng ta mới thấy rằng cái thâm ý của họ khi mà sử dụng chữ hảo hán. Cái này nếu như mà chúng ta cho đó là tách cái gì của Tàu ra là thiếu cái hữu nghị và kỳ thị thì không đúng. Bởi vì ngay bây giờ đấy, ngay người Tàu, người Đài Loan, họ cũng sợ luôn cả những cái chất độc hại trong thức ăn của Trung Cộng. Nhưng mà khi mà phân tích ra rồi hô lên trên báo để cảnh giác cái tai họa thì đấy cũng phải là hành động kỳ thị, không làm mất tình hữu nghị, nhưng mà cái đó là để cứu nhân loại. Cho nên ngay cả người Tàu thì rất là hay, Trung Cộng cũng rất là hay. Đứa nào lên đồ ăn mà độc hại giả bán ra là bụp, là giết. Không có cái phạt và phạt hành chánh rồi giống như là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cái phạt hành chánh đó không được, bởi vì họ giết cả trăm người mà mình chỉ phạt 100 triệu thì không thấm thía gì hết. Ví dụ như là những cái cơ quan, những cái nhà mà chế biến thịt thối thành thịt tươi ở Lào Cai, ở Làng Sơn hay gì đó, bắt được phạt 20 triệu phạt hành chánh. Cái đó là tội chết. Bởi vì cái chất độc hại đó sẽ giết hàng vạn người. Mà không giết ngay, mà làm cho họ trở nên bệnh tật này nọ, chết dần chết mòn. Thì cái tội đó nó nặng ghê lắm. Cho nên cái người Tàu, cái ông mà làm sữa bột cũng để chết, không từ từ là phải bị bắn ngay. Cho nên cuối cùng họ tự xử. Đó. Thì Việt Nam mình đấy, là còn cái là cái gì cũng nghe nói là phạt hành chánh rồi thôi. Cho nên cái người nghiên cứu những cái hiểu học thì cần phải có cái thái độ hoài nghi và có thái độ tra hỏi tận nguồn gốc, phải đặt lại vấn đề tất cả. Những gì mà chúng ta đã quen dùng trong thời gian thì chúng ta cũng phải đặt lại vấn đề, thì khi đó chúng ta mới đi sâu vào vấn đề được. Cái này á, những người mà tu Phật, tu thiền thì họ phải lập ra công án. Những cái công án đó thường là đặt những câu hỏi mà nhiều người thường không dám đặt. Ví dụ như là tôi có nghe một người nói thế này: Phật không nói gì hết. Rồi còn một câu kinh là nói thế này: Phật nói rằng kẻ nào nói ta thuyết pháp là phỉ báng ta. Thì tất cả những cái đó đem ra nghiên cứu. Nhưng mà nhiều người á, sợ những cái câu đó, bởi vì không được, không dám đụng tới Phật thì làm sao mà tu. Đó. Cho nên cái vấn đề triết học nghiên cứu là phải tìm cho tận gốc tận rễ. Người sách Hán văn cũng có thế này: muốn làm việc gì thì phải cùng tột sự vật chi lý, tức là đi đến cái lý cuối cùng của sự vật, thì khi chỗ đó chúng ta mới tìm ra được một cái lối thoát. Nhưng mà trở lại cái lời kết luận của giáo sư đó, bây giờ mình nói đây thì xử lý thì giáo sư nghĩ là mình nên giữ hay bỏ chữ xử lý hay đổi như thế nào? Tất nhiên là chữ xử lý đó có 1-2 trường hợp thì dùng chữ xử lý được.
Còn tất cả những cái vấn đề tình cảm đó này nó thì phải dùng chữ khác thay vì dùng chữ xử lý. Tất nhiên là giới hạn sử dụng cái chữ đó trong một số hoàn cảnh của họ. Trong một hoàn cảnh, ví dụ như thế này, họ có thể nói xử lý nước thải đi. Tất nhiên là process cái nước thải. Trong đó vừa có cái hoạt động, vừa có cái lý luận. Còn ví dụ như hai vợ chồng nghĩa là khó chịu với nhau vì một cái khuyết điểm của người này người kia chứ đó, mà phải xử lý cho êm đẹp thì không được. Người này phải thu xếp, phải xử sự. Đó là xử sự. Thì chữ sự thì đúng, nhưng chữ lý không đúng. Yeah. Thưa quý vị, cảm ơn giáo sư Nguyễn Châu. Càng bước vào trong ngôn ngữ thì chúng ta thấy một cái cánh rừng lớn, cái rừng già nó mở ra, cái rừng già ngôn ngữ nó mở ra. Ví dụ tôi cho ví dụ giáo sư này có nói đến cái bực dọc, bực tức, bực mình, bực bội, khi nào dùng cái bực nào đó, cái bực này nó khác cái bực kia như thế nào đó. Cũng cả một cái chuyện lớn, không đơn giản mà chúng ta có thể hiểu được. Và trên ngôn ngữ là sự trau dồi, sự gạn lọc, sự trau dồi để ta chọn. Ngày xưa nó có câu chuyện một người làm thơ đó, làm cái tứ tuyệt mà có một cái chữ mà ông dùng không được thoải mái, không hài lòng lắm. Ông trăn trở cái chữ đó rất là nhiều năm. Có một đêm bỗng dưng đó, nửa đêm nghe tiếng gà gáy, cái tiếng chuông chùa, bỗng dưng giật mình tìm thấy được cái chữ đó và bổ đùi cái đét, bảo là đúng này cái chữ rồi, mình đi tìm cả chục năm nay. Cho nên chính cái sự tìm chữ nó không dễ dàng. Có một lúc nào đó thay đổi không khí, chúng tôi sẽ có một dịp nào đó mời quý vị nghe cái phương Tây nó dịch thơ Hồ Xuân Hương làm sao. Ví dụ cái chữ mà mõm mò hổm hồm hôm, mõm mòm môm, và những cái chữ thanh và tục trong thơ Hồ Xuân Hương sẽ được phương Tây dịch như thế nào, hay là phương Tây dịch truyền kiều ra sao. Chúng ta thấy cảm thấy cái thế giới ngôn ngữ rất là thú vị. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị, và một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Châu, và chắc chắn chúng ta sẽ còn nhiều đề tài để bàn đến trong lĩnh vực ngôn và ngữ, chữ và nghĩa của tiếng Việt của chúng ta. Xin cảm ơn giáo sư. Cảm ơn Nam và xin cảm ơn quý khán giả. Chúng ta cũng là cố gắng giúp nhau để đi tìm mà những cái sự là sáng sủa, chính xác cho ngôn ngữ của chúng ta qua những cái sự mà phân tích, tìm hiểu cùng chung gợi ý. Xin cảm ơn quý. Tôi xin nhờ chuyên viên kỹ thuật xử lý bài nói chuyện hôm nay của anh. Ok, xin cảm ơn quý vị.